thì cũng con cảm thấy là mình giúp ích được cho ai thì mình giúp ích. Thì chúng con muốn là mình đang còn sức trẻ thì mình đi vô đây để phục vụ cho các bệnh nhân, tại vì họ cũng không có người nhà để họ chăm sóc á, thì mình còn cơ hội thì mình lại đi thiện nguyện. Gần 20 ngày qua, chị Maria Thoa cùng hàng trăm tình nguyện viên tôn giáo khác đang ngày đêm sát cánh cùng lực lượng nhân viên y tế chăm sóc các F0 nặng tại bệnh viện hồi sức COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh đặt ở bệnh viện Ung bướu cơ sở 2 ở thành phố Thủ Đức. Tại đây, hàng ngày các tình nguyện viên tôn giáo trang bị đồ bảo hộ y tế, tham gia vào các công việc như xịt khuẩn, lau dọn hành lang, phòng bệnh và đảm bảo luôn vai trò như một hộ lý khi giúp bệnh nhân thay quần áo, vệ sinh, ăn uống hàng ngày. Bên cạnh đó, khi những bệnh nhân có biểu hiện tâm lý không tốt, các tình nguyện viên lập tức có mặt động viên, an ủi, cố gắng để giải tỏa áp lực tâm lý, giúp bệnh nhân có tinh thần tốt để vượt qua dịch bệnh. Thì mình đi vô để mình thay cho những người thân trong gia đình của họ, để mình vô mình chăm sóc cho họ, rồi giúp đỡ cho các y bác sĩ một chút công việc nào đó. Chúng con không có chuyên môn, nhưng mà giống như là mình dọn vệ sinh hoặc là mình chăm sóc các bệnh nhân, những cái việc mà mình không cần chuyên môn đến mình có thể làm được á, thì mình giúp đỡ được phần nào đó cho các y bác sĩ đỡ mệt hơn. Khi mà chúng con đã đăng ký để đi rồi thì chúng con cảm thấy phấn khởi hơn, là để được đi chứ không có cảm thấy lo gì cả. Mỗi ca làm việc của các tình nguyện viên kéo dài khoảng 4 tiếng. Dù làm việc trong môi trường có nguy cơ lây nhiễm cao, nhưng các tình nguyện viên không ngần ngại mà luôn tận tâm, tận tình với bệnh nhân. Bệnh nhân COVID-19 không có người thân chăm sóc, nên các tình nguyện viên luôn quan tâm, an ủi, động viên tinh thần để bệnh nhân cố gắng vượt qua đại dịch. Nói chung là chỉ vì tình yêu thương thì đây là cái đội và công giáo thì sẵn sàng, đây là tất cả các y bác sĩ của các tu sĩ của công giáo để đi tình nguyện, để vì yêu thương thôi, không có vì cái gì hết á. Thường thường thì có chừng 5 tiếng gì đó, nhưng mà mình vô đây thì thứ nhất là lau nhà, dọn vệ sinh, hoặc là có bệnh nhân thì mình thay tã cho họ, hoặc là nói chung là mình an ủi bệnh nhân, rồi những cái công việc như quét nhà, lau nhà để dọn vệ sinh, rồi lau đánh nhà vệ sinh, đó là những cái công việc như là một hộ lý vậy đó. Thấy bệnh nhân được ra viện là mừng hết. Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Thanh Linh, phó giám đốc bệnh viện hồi sức COVID-19, lực lượng tình nguyện viên tôn giáo đã có mặt đúng lúc bệnh viện đang khát nhân lực. Họ đã giúp đỡ lực lượng nhân viên y tế rất nhiều, từ việc vệ sinh khu phòng bệnh đến hỗ trợ chăm sóc bệnh nhân. Lực lượng tình nguyện viên tôn giáo đã làm tốt các công việc do bệnh viện điều phối, giúp các y bác sĩ có thêm điều kiện làm tốt công việc chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân và mang đến cho lực lượng y bác sĩ, bệnh nhân sự hỗ trợ tinh thần, niềm lạc quan, tạo thêm năng lượng cuộc sống, góp phần tích cực cho công tác điều trị bệnh nhân COVID-19. Từ đầu tháng 8 năm 2021 đến nay, sau khi ngành y tế kêu gọi sự hỗ trợ của các tổ chức, đoàn thể, đã có 546 tình nguyện viên các tôn giáo xung phong vào tuyến đầu chống dịch, tham gia hỗ trợ tại các bệnh viện dã chiến, bệnh viện điều trị COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh.